Rồi, hello mọi người, trở lại với kênh Quản lý miền Tây của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ quay một cái clip làm cái món cà phê tái chanh mọi người. Mấy anh em mình đang chài nè. Đang chài cà phê với vuông tôm mọi người. Rồi mọi người cùng theo dõi clip ha. Sạch chưa? Hello. Cà phê vuông tôm nha mọi người. Bự không? Bắt con tôm nó vô trong coi mấy gà không chạy không dính. Bắt đi, bắt đi. Đó. Nhóc cà phê cho hai mọi người. Cà phê tự nhiên trong vuông tôm. Rồi. Đó, cà phê này làm cái món tái chanh là ngon lắm mọi người. Ngon hơn mà cái món cá chích nữa ha. Mọi người đã cô chú anh chị nào đã từng ăn rồi thì biết ha. Cà phê này cà phê nước mặn mọi người cho nên không có sợ dung sáng ở trong đâu ha, cà phê nước ngọt nó mới có những con dung ở trong ha. Vậy cả mình làm cà phê tái chanh thì mình nên chọn những con bé bé mọi người, cỡ này là vừa nè, nó ngon ha, mấy con bự bự gì cũng được nhưng mình không ngon bằng mấy con bé ha. Làm cỡ ký không? Nếu 1 ký thì phải chài cỡ 3 ký. Ký thôi vừa nhiều lắm. 2 con tôm luôn hả? Đây nè, vuông tôm nè người, có 1 tôm nãy bắt 1 con rồi phải không? Cà phê nước mặn này nó ăn ngon hơn cà phê nước ngọt ha. Nước ngọt ăn thì nó hơi gông lắm. Cho nên là chúng ta chọn làm món cá tái chanh thì chọn cà phê nước mặn ha, và còn sống còn tươi ha, chứ mọi người mà mua cà phê đã ốp qua đá rồi thì không ngon mọi người. Cỡ bé lớn này là làm tái chanh là ngon này. Rồi giờ chài thêm 1 chài nữa mọi người, tầm 2-3 chài thì đủ ăn này. Vừa vừa dính cây á, dính cây á. Cà phê với vuông tôm thì nó tự sanh luôn rồi cho nên rất là nhiều chứ không có nuôi, thì lâu lâu thì cũng có tạt thuốc để cho nó nhiều quá nó ăn hết tảo của tôm luôn rồi đó. Trên kênh của mình cũng có làm những cái clip thuốc cà phê vuông tôm ha, mọi người có thể xem tham khảo xem cho vui để biết cách thuốc cá như thế nào ha. Nhiều không sẵn đồ nhóc cái chân kìa. Mắc cây vậy, kéo từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ cho nó gom lại cái đó, quả thì cá mọi người đó. Dư rồi, dư sức rồi, nhiêu đây là dư sức làm tái chanh mọi người, cá tái chanh ha. Thì người ngoài miền Bắc thì gọi là món cá gỏi, Nam mình thì gọi cá tái chanh. Đó, quá trời luôn hai mọi người. Đó. 3 chài mọi người. Chỉ cần chài 3 chài thôi đủ ăn rồi. Đó. Rồi dính tôm kìa. Thả đi. Tôm nhỏ. Mới thả. Nó không thả cũng thùng miếng nãy dùng rồi cái đập dữ rồi tôm nó kìa. Đó. Mọi người nhìn thấy mơ chưa, cá ra chưa, tươi 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 xanh luôn mọi người. Cá này thì mọi người đem muối chiên kho nấu canh làm món gì nó cũng im hết trơn mọi người, cũng ngon hết. Cà phê nước mặn thì nó ngon. Rồi bây giờ mọi người sau khi cá chúng ta đã làm sạch rồi ha thì chúng ta sẽ thái ra đó. Thì mình sẽ thái ra và để vô trong nước đá để giữ lạnh để bảo quản cho nó tốt, cái thịt cá cho nó còn tươi ha. Đó, mọi người xem nè. Đó, cá chúng ta làm sạch ra như vậy ha mọi người. Đó, đánh vẩy làm sạch. Rồi sau đó là mình rửa cho nó thật sạch ha. Đó, rồi mình sẽ thái ra. Đây, thái như vậy nha mọi người.
Thì Thái chỉ lấy cái thịt thôi, mình bỏ đi cái phần bụng với xương, cái phần bụng này nó có xương luôn rồi. Đó, lấy cái phần thịt thôi. Đó, xong mình thái xong rồi mình sẽ bỏ vô nước đá để giữ lạnh nó mà. Giữ lạnh cho nó để cho nó còn tươi. Đây mọi người, nó miếng thịt cá chúng ta thái ra nè, mình thấy tươi ngon ha.